Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Gora Shop 24 giờ. Hôm nay Ngọc Hoa sẽ đến gặp anh Thắng, là quản lý văn phòng VBI Bắc Ninh, để nghe những cảm nhận của anh khi anh sử dụng viên tinh dầu thơm đỏ Lefa. Bây giờ các bạn hãy cùng Ngọc Hoa đi vào gặp anh Thắng nhé. Ngọc Hoa hiện đang ở trong văn phòng VBI Bắc Ninh và đây chính là anh Thắng, là người đã từng sử dụng sản phẩm viên tinh dầu thơm đỏ Lefa. Giờ hãy cùng Ngọc Hoa nghe cảm nhận của anh. Dạ, em chào anh. Anh có thể cho em hỏi là ngày trước khi mà anh biết đến sản phẩm viên tinh dầu thơm đỏ Lefa và trước khi anh sử dụng nó thì cơ thể hay sức khỏe anh cảm thấy như thế nào không ạ? Anh xin tự giới thiệu một chút. Anh tên là Thắng. Anh là quản lý của văn phòng VBI Bắc Ninh. Thì trước kia mà mình chưa biết đến tinh dầu thơm đỏ ấy, thì là sức khỏe của mình, thứ nhất là mình rất là đau lưng. Thứ hai là trước khi đi ngủ là mình cảm thấy rất là đau đầu, đau mỏi vai gáy. Thế thì mình, thứ hai là cân nặng của mình lúc đấy cũng trên 80 cân. Với cân nặng của mình là 80 cân, không biết là anh cao 1m bao nhiêu? Em hỏi tư tính nhị chút ạ. Anh cao 1m7. Và với cân nặng 80 cân đấy của mình thì anh có đi khám bệnh viện và anh có bị tỷ lệ gan nhiễm mỡ hay máu nhiễm mỡ gì không ạ? Có, anh nói chung là trước đây anh cũng đã đi khám và tỷ lệ nhiễm mỡ của anh cũng tương đối cao. Không biết là làm thế nào mà anh Thắng có thể biết được đến sản phẩm tinh dầu thơm đỏ Lefa của bên em vậy ạ? Anh cũng nói chung cũng tình cờ thôi. Anh cũng tìm hiểu trên mạng rất là nhiều và anh tình cờ là được xem cái đoạn video clip nói về cái tinh dầu thơm đỏ và anh cũng đã gọi điện đến cái cửa hàng đấy và họ đã chăm sóc anh rất là nhiệt tình. Sau đó anh cũng lấy về anh dùng thử và anh cảm nhận thấy là nó là rất là ok, cho nên anh đã mua nhiều hơn và cho anh dùng và gia đình anh dùng nữa. Sau khi anh sử dụng viên tinh dầu thơm đỏ thì anh cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn thay đổi, đúng không? Anh có thể nói chi tiết hơn cho em về những cái thay đổi của mình, từ việc đau mỏi vai gáy, đau lưng, hay là đến cơ thể mình cảm thấy như thế nào, hay về cân nặng, nhất là về cân nặng ạ. Em thấy chắc là với cái cân nặng hiện tại của anh chắc chưa đến 80 cân đâu ạ. Đúng rồi. Đấy, trước đây thì anh cũng chia sẻ với em là trước đây là anh hơn 80 cân. Nhưng mà sau khi mà anh đã dùng cái tinh dầu thơm đỏ một thời gian thì anh cũng đã cân lại và anh thấy là mình đã giảm được rất nhiều. Và anh hiện tại bây giờ anh chỉ có tầm khoảng 75 cân thôi. Trong thời gian anh uống là được bao lâu rồi ạ? Trong thời gian anh uống là được 3 tháng ạ. 3 tháng ạ? 3 tháng. Thế là một con số giảm rất là ngoạn mục mà nhiều người mơ ước đấy ạ. Thế ngoài việc cân nặng của mình giảm thì mình còn có những cái biểu hiện gì tích cực hơn không ạ? Có một cái điều này anh thấy là rất là tuyệt vời này. Thứ nhất là ngày xưa trước anh chưa dùng đến cái tinh dầu thơm đỏ này thì tối đến anh nằm ngủ là rất là đau đầu. Đấy, thế nhưng mà sau khi anh dùng rồi thì bây giờ sáng dậy anh rất là tỉnh táo. Và hai là ví dụ lưng cũng cảm thấy là giảm đau hơn rất là nhiều. Đấy. Thế là điều rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì em thấy anh Thắng là một khách hàng gọi là rất là thân thuộc bên Gora Shop 24 giờ, bởi vì em nhận được rất nhiều đơn đặt hàng từ anh. Không biết là anh chỉ sử dụng trong, chắc không phải chỉ cho một mình mà còn phải có cho rất nhiều người khác nữa, vì cái số lượng anh đặt hàng lên tới hàng thùng ạ. Thì anh đấy, khi mà anh đã cảm nhận thấy cái sản phẩm nó rất tốt như vậy rồi thì không những anh sử dụng cho mình mà anh đã mua cho gia đình, vợ anh dùng. Vợ anh dùng và anh mua cả cho ông bà nữa. Ông bà nội, ông bà ngoại cũng dùng sản phẩm tinh dầu thơm đỏ này. Và đặc biệt là anh cũng đã dùng cho con anh. Ồ vậy à? Không biết là anh dùng cho bé là về bé có sức khỏe hay bị vấn đề gì ạ? Vừa rồi là cháu nó cũng bị đau răng. Và anh cũng tình cờ thôi mà cũng được bên tư vấn, họ bảo là tư vấn cho anh dùng cái tinh dầu này để giỏ vào trong cái răng của cháu thì nó răng sẽ bị sâu, đúng không? Răng bị sâu, thế giỏ cho cháu thì nó sẽ đỡ lên, đỡ đi rất là nhiều. Thì là anh cũng thử và anh thấy tự nhiên là cháu đang đau mà giỏ vào thì cháu thấy bảo là hết đỡ đau. Và anh thấy là đấy là cũng là một cái điều tuyệt vời của bé nhà anh. Không biết năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bé nhà anh thì cháu năm nay là mới học, mới là 6 tuổi. 6 tuổi. Thì cháu mới bắt đầu đang đổi răng và đang bị đau răng rất nhiều. Thế anh sẽ sử dụng cái tinh dầu này vào trong
trong cái việc điều trị răng cho cháu. Vâng, nó nếu mà mình chỉ điều trị về răng thôi thì nó là vấn đề rất nhẹ, nhưng mà với độ tuổi của cháu thì anh không nên cho uống nha anh nhá. Đấy là em cũng tư vấn thêm cho anh, vì với sức nóng của cái viên tinh dầu thì cháu uống nó sẽ chưa được ổn lắm cho cơ thể của mình. Đấy, mình có thể sử dụng về răng thì rất là ổn ạ. Vâng, sau khi mà nhận được những thông tin phản hồi rất là tích cực từ anh Thắng thì thật sự là bên Curashop 24 giờ chúng em có một cái động lực và cũng có niềm vui rất là lớn khi mà sức khỏe của anh được cải thiện cũng như là người thân trong gia đình anh. Em cảm ơn anh rất nhiều và em chúc anh là ngày càng mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và làm ăn thành đạt ạ. Rồi, em cảm ơn anh ạ. Vâng, thưa các bạn, đấy là toàn bộ những cảm nhận của anh Thắng, quản lý văn phòng BBI Bắc Ninh, về khi anh sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Redfi mà của Curashop 24 giờ cung cấp, mà các bạn đã được nghe. Như các bạn cũng đã biết, viên tinh dầu thông đỏ Redfi rất là có hữu hiệu để cho sức khỏe của bạn hay chính gia đình của bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm viên tinh dầu thông đỏ Redfi, hay là các bạn muốn hướng dẫn để làm sao sử dụng cho hiệu quả nhất cho cơ thể của bạn, cho sức khỏe của bạn hay là người thân trong gia đình bạn, các bạn có thể liên hệ theo số hotline 0979 149 256 và Hoa sẽ tư vấn cho các bạn làm cách nào để sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Redfi một cách hiệu quả và an toàn nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.